Hello các cô chú đi con. Hello các cô chú, khỏe không các cô chú? Các cô chú có khỏe không? Các cô chú đã ăn cơm chưa? Hôm nay nhà của Hà mới ăn cơm xong. Rio, Jerry, Sunny, Mio, ba Hải và mẹ Hà nhà mình 6 người mới ăn cơm xong. Chuẩn bị có một cái này rất là hay, chuẩn bị bật mí cho cả nhà. Nhưng mà đợi mọi người lên đâu một chút xíu rồi mình sẽ bật mí ha. Dạ. Bí mật gì không? Chút nữa mới nói cho cả nhà ha. À, cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung chào Rio kìa. Đó, thấy không, đọc đi. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung chào Rio, Rio chào lại đi con. Cái tặng cô. Con chào cô. À, chào bạn Liêm Huỳnh. Bạn Liêm Huỳnh chào hai mẹ con. À, có Đăng Thanh kìa, có chị Đăng Thanh đang coi kìa. Rio chào chị Đăng Thanh đi. Chào chị Đăng Thanh. À, chị chào em Gia Hưng. À, cô Yến Phạm đang chào bé kìa. Chào cô Yến Phạm. Chào cô Yến Phạm. À, cả nhà đã ăn cơm chưa? À, cô Ngọc Anh Nguyễn đang chào Rio kìa. Quá chị người chào Rio luôn kìa. Chào rất. Chị kêu với ba Hải đang được chờ chén ở ngoài á. Rồi thôi xong. Rio đã bật mí. Bật mí cái điều mà mẹ Hà đã muốn cho mấy cô chú một sự bất ngờ. Sao mày con nghe ồn ào luôn á. À, nghe ồn ào, ok. Thôi, đã sao là mày nói luôn. À, đã lỡ bật mí rồi, thôi bây giờ cho mọi người xem cái cảnh rất là lạ và mọi người sẽ chưa bao giờ thấy. Đây. Ba Hải đang rửa chén. Có cô nàng đang phá đây. Đây rồi xong chưa? Rồi đưa cho ba. Hả? Xong chưa? Rồi. Chào mọi người. Hôm nay hai cha con đang con nhà đang tập vô bếp. Ba mẹ ơi, con nhà vô rửa chén. Con nhà vô. Rửa thế nè. Nhà vô luôn. Bây giờ con chán sơ qua rồi con để qua đây đưa cho ba. Bây giờ con đổ xà bông nha. Đổ xà bông hả? Có bạn anh Nguyễn đang chào anh Hải. Anh Hải đang bận rửa chén phụ vợ em ơi. Từ từ con chán cái đó xong rồi mới đưa ba cho ba. À, lâu lâu mới được vào bếp. Ba ơi, cho con lấy xà bông con. Lâu lâu mới bị vào bếp hay là được vào bếp? Con ba. Con lấy xà bông con làm. Hả? Con ba tụi con làm ba ơi. Con tự tay làm rồi con qua đây đứng nào, qua đây đứng nào. Ba làm xà bông đâu ba. Ba rửa chén sạch để con. Sạch nè, ba rửa sạch rồi nè. Mấy cái ba nè, con đây. Nó, chị em lấy đi. Không, mà ba nè. Làm. Mà ba để coi rồi, con đang làm gì dưới đây đây. Cherry là chén nước xong cherry xuống mới đưa cái chén vào bên đây. Đưa chén vào bên đây rồi ba Hải mới rửa bằng xà bông lại. À. Đó, không, đó. Không, đó. Nhà, cũng chuẩn đó cả nhà nhờ. Ôi, cô chừng bể chén. Đó, nó hồn bị đòn á. Cũng chuẩn đó cả nhà. Con bị đòn hết. Một hồi bể chén là ba cha con đứng vô toilet. À, quên, đứng vô trong nhà kho đứng phạt nha. Chưa? Cherry xong chưa? Chén này rồi đúng không? Rồi. Bây giờ để qua đây là cho Rio đang rửa xà bông. Rửa sạch nha. Rio, hôm nay cái xà bông con đang rửa là xà bông matcha trà Nhật á. Giống như là con thích uống trà luôn. Đúng không? Rio rất là thích uống trà xanh. Từ từ cho đi rồi. Thôi giờ tới được ba. Ở nhà Hà nha. Thì nha. Cả anh Hải và các bé thì đều thích uống trà Nhật hết á. Cho nên là bây giờ mua nước rửa chén cũng mua cái loại là matcha trà Nhật. Dạ ba. Sạch chưa ba đưa qua đây. Đó. Rồi, hồi nãy giờ cả nhà thấy là rửa có đúng quy trình chưa? Hy vọng cũng sạch. Mà thấy cái chén mà nó hôi nó tanh tanh là biết rồi. Đấy mà cái chén mà tanh tanh là biết là mấy. Là biết là ba Hải rửa hả? Không, tới ba cha con là những cái gì mình mà dơ mình đổ thừa cho hai đứa này. Không, con rửa sạch rồi ba chỉ cần chuyển qua kia thôi. Rồi, con rửa sạch rồi. Có gì là Rio chịu trách nhiệm với Cherry chịu trách nhiệm chứ ba Hải không chịu trách nhiệm đâu. Dạ. Rồi. Sao mà dành nhau vậy?
Từ từ thôi Jerry, từ từ, con làm lẹ quá, anh hai làm trượt kìa. Đây mọi người kiểm tra coi. Mấy bà con này. Đây. Chặt rồi đúng không? Chặt rồi. Chắc chắn ha. Đó, các cô chú thấy là ba cha con rửa chén như vậy đã đạt chuẩn chưa? Có đúng quy trình chưa? Đây 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 đây. À, chào bạn Phúc Dây Định Mệnh. Chị có thấy em nè, chị mới đọc tên em đó. À, chào Lưu Phạm nha. Đây chế miếng nè, chế miếng vô. Chà ba ba ba. Để tí xíu thôi là sạch rồi, tí xíu thôi là sạch rồi. Rồi từ từ. Không cần cần tí xíu là bông. Con phải rửa sạch nha. Rồi. Hết nhớt luôn đúng không? Hết rồi ha. Bảo đảm nha, có gì là ôi bị trách nhiệm á. Cái này dơ quá đó. Bông. Rồi xong chưa? Còn đũa với muỗng nữa là xong rồi. Quá trời rồi đó. Mới vừa lấy được, được nhờ rồi. Con trai thấy không? Em cả nhà thấy không? Bây giờ con trai hay là con gái thì đều được nhờ hết, chứ không phải là có con gái mới được nhờ hay có con trai được nhờ, mà bây giờ con trai con gái là đều được nhờ hết đó. Thật ra là nhiều khi mình cứ nghĩ là tụi con nít nó không có làm được những cái công chuyện này, nhưng mà mình cho các em nhỏ làm thử, hoặc là nhiều khi mình nghĩ là chồng mình không có làm được đâu, làm vô là bể hư cơm hư đường hư bột hết, nhưng mà thật sự là làm rất là tương tất, thấy không, cả nhà chứng kiến nha. Đó, cái này là người thật việc thật luôn á. Đây chế vô. Có chế chai nước rửa chén của mày hè chưa? Chưa, đây nè, nó bà chế sẵn rồi đó. Thật ra là cái chai nước rửa chén này thì chỉ cần một tí xíu thôi là đã rất là sạch rồi. Và cũng không có hại da tay của các bé nữa. Sanh lai này nó còn một cái loại mà sanh lai thiên nhiên á các mẹ. Hà cũng hay mua lắm sanh lai thiên nhiên gì. Mà chế sẵn vô trong đó rồi mô. Cái mùi nó rất là dịu nhẹ, còn cái loại chai xanh này cũng vậy. Rửa rất là sạch mà hương thơm cũng dịu nhẹ lắm. Ủa con ngửi xem có mùi gì á? Trà xanh. Mùi trà xanh á? Không phải là chanh. À, mùi chanh đúng rồi. Tại vì cái này là nó là chiết xuất giữa trà xanh, sanh lai chiết xuất của trà xanh và chanh. Thì gọi là sanh lai matcha trà Nhật. Quan trọng ơi, chị sướng nhất rồi. Bữa nay là chị không cần phải rửa chén, chị đứng và kiểm tra thôi. À, hai cô chú chào bạn Ngô Hồng Vân. Rồi xong chưa? Xong. Rồi xong rồi. Rồi chuẩn bị. Cứ ly nữa. Thôi ly sạch rồi con. Hello cả nhà. Thì hôm nay ngoài cái chuyện là bật mí cho cả nhà là hành động đàn ông, thực ra là làm được mấy hôm nay rồi cho nên mới thuần thục như vậy, chứ không phải là ngày đầu tiên đâu đó, nhưng mà ngày hôm nay cảm thấy là ổn ổn rồi cho nên mới dám khoe cho cả nhà, chỉ để mất không múi rìu mắt thở mà cả nhà lại cười đó. Ngoài ra thì Hà cũng có một cái này muốn chia sẻ với các bạn nè. Hôm bữa Hà đi, Hà mua nước rửa chén hết rồi. Thật ra cái loại mà trà xanh sinh lai matcha trà Nhật này là Hà mới mua về sử dụng thôi. Bởi vậy hồi nãy mấy bạn thấy là cái chai này mới được một xíu mà thôi. Thì Hà mua một cái chai nhỏ, Hà định xài thử thì thấy mới ra. Thường thì nhà Hà xài là sinh lai thiên nhiên. Rồi con lau đi, ướt hết đồ của tụi mình rồi. Đây nè, ướt hết trơn rồi nè. Chén xong là ướt hết luôn. Đó, Jerry nè. Thì khi nãy đi ra siêu thị á, thì Hà thấy ở ngoài siêu thị có một cái khuyến mãi rất là hay luôn, rất là phù hợp với dịp Tết của mình. Đó là khi mua một cái hộp, một cái thùng sinh lai lớn 3,8kg mà loại sinh lai, có thể là mua sinh lai matcha trà Nhật, hoặc là mua sinh lai thiên nhiên, hoặc là mua sinh lai diệt khuẩn, thì mình sẽ được tặng một cái bộ đũa như thế này. Cái này chia sẻ cho bạn nào mà mua sinh lai thì nhớ là phải lấy quà này nha, tại vì cái này rất là hay luôn. Bởi vì cái bộ đũa này không phải là một bộ đũa bình thường, mà kèm theo thì sẽ có một cái bài thơ mà nói về vận mệnh của mình. Thì có tất cả là 6 cái vận mệnh, 6 cái bài thơ cho 12 cái con giáp đó. Thì Hà cũng đã đi vô trong đó, khi mà Hà thấy khuyến mãi Hà cũng lục cho bằng được là cái vận mệnh của mình và vận mệnh của anh Hải. Tại vì mua có 2 thùng thôi, nếu mà muốn tím hết vận mệnh của cả nhà thì phải mua tới 5 thùng. Cả nhà thì có bé Mio thì là trùng tuổi với lại anh Hải. Đó.
này rất là hay ha, tại vì Hà hỏi ở trong siêu thị á, khi Hà hỏi các bạn mà ở trong Sinh Lai á, thì mọi người nói là cái bài thơ này là được coi theo tử vi rất là kỹ á. Mà Hà đặt, Hà thấy cũng đúng lắm, tại vì Hà cũng khá là tin tử vi, ở bói thì Hà không có tin đâu, nhưng mà tử vi thì Hà khá là tin. Thì trong này thôi, đầu tiên khoe cái bộ đũa trong này trước. Đây, cho đi lấy ra đi, cho đi lấy cho mẹ đi. Hai đứa để ra đây, hai đứa để ra bàn đi. Ở trên này có mấy bài thơ nè, mọi người cho mấy cô chú ngồi nha. Để con lấy đũa, con để ra đây coi mẹ coi đũa đẹp không nè. Tập thơ nào ạ ba mẹ? Ở trong này á thì có 6 đôi đũa. 6 đôi đũa là đũa cho một gia đình của mình luôn. Nhưng mà nhà Hà thì hơi đông người một chút. Ủa, tập thơ nào ba mẹ? Hà mua luôn 2 hộp Sinh Lai để được tặng thành là 12 đôi đũa. Đũa rất là đẹp, đũa made in Việt Nam. Hà thì rất là thích xài đồ made in Việt Nam. Đây, đũa rất là đẹp nè. Chị chào em Hùng Nguyễn, em ơi em đừng khóc, chị chào em rồi nha. Linh Siêu ơi, chị gọi tên em. Đó, đây là 6 bộ đũa ở trong một cái quà của Sinh Lai. Bộ đũa Ninh, Lộc Minh Xuân này nè. Thì sẽ có 6 đôi đũa. Đó, ở đây của Hà là sẽ có 2 bộ Lộc Minh Xuân thì là 12 đôi. Đó, rồi tiếp đến đó là Hà bây giờ đọc cái bài thơ nha. Mọi người có biết Hà tuổi con gì không? Hà đọc cái bài thơ của Hà trước. Mọi người có biết Hà tuổi con gì không? Vô qua đây mẹ cho đọc thơ nè. Đọc thơ nào? Đây. Hà, tuổi của Hà là tuổi Sửu. Không biết là có bạn nào tuổi Sửu giống mẹ không ha? Coi là tuổi, coi tuổi mẹ chưa ghi đủ ngắn sinh này tuổi. Thế này, thế tuổi ngựa. Ở trường mấy ôi tuổi tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Rồi, bây giờ đây, cái này. Ba hải tuổi bò heo. Ây, thì trong cái vận mệnh, trong 6 cái vận mệnh đấy, cho mẹ mượn cái này của mẹ. Trong 6 cái vận mệnh này, 6 cái vận mệnh mà đi theo 12 con giáp thì nó sẽ chia ra là công danh may mắn, công cái gì ta, để Hà nhớ lại coi. Công danh nè, may mắn nè, an lành nè, thịnh vượng nè, với lại tình duyên và hạnh phúc. Thì năm nay mỗi một cái lứa tuổi nó sẽ có một cái vận mệnh khác nhau. Đó, thì Hà là tuổi Sửu. Thì để Hà đọc cái bài thơ của Hà xem là năm nay vận mệnh của Hà sẽ là vận mệnh gì nha. Cho mẹ mượn mẹ đọc thơ cái. Các bạn mượn mẹ đọc thơ cái đi, chơi đi nè, chơi đi chơi cái này nè. Bảy. Có ai tuổi Sửu giống Hà không? Thì sẵn Hà đọc cho mọi người xem là vận mệnh năm nay những bạn tuổi Sửu thì sẽ là vận mệnh gì. Các bạn mượn mẹ đọc nè. Mượn ai đây? À, mượn thôi, đọc tuổi bà Hải chút đi. Có mấy tuổi khổ quá. Tình duyên. À đây Rio đọc nè. Đây Rio đọc đi. Một. Đây. Thông mượn mà có được 12 điều về em mua trong siêu thị á, hoặc là cửa hàng tạp hóa thì cũng có. Chương trình này áp dụng với lại tất cả các chai Sinh Lai 378 trước, thuộc 3 loại Sinh Lai. Quý trọng những gì? 15 Rio đọc nãy giờ, Rio đọc nãy giờ, Rio đọc nãy giờ các cô chú có hiểu không? Thôi để mẹ Hà giúp nha. Rồi để mẹ Hà giúp, mẹ Hà đọc. Đây, để mẹ Hà giúp nha. Rồi, năm nay là tình, năm nay tuổi Sửu vận mệnh thì sẽ có là tình duyên. Trời đó, mấy bạn nhỏ chạy lên rồi đó. Tình duyên, đây, khối tình ấy không dưng mà có được, bao nhiêu vàng cũng không thể đem so, biết quý trọng những gì mình đang có, duyên lành về theo xuân mới nở hoa. À vậy là năm nay những cái người tuổi Sửu như Hà thì phải thì sẽ được may mắn trong tình duyên. Nhưng mà nói chung là ở trong đây họ khuyên mình là cần phải quý trọng những gì, những gì mà mình đang có thì mình sẽ càng được nhiều duyên lành hơn trong năm mới và sẽ được nhiều tình duyên hơn trong năm mới. Phải không ba Hải? Cái này là được tình duyên hay không là phải hỏi ba Hải nè. Năm mới qua năm mới là tuổi Sửu thì sẽ được may mắn trong tình duyên, sẽ được nhiều người yêu thương, chắc là vậy ha. Cái này phải hỏi bà Hải ha. Còn đây là tuổi của ba Hải, phải là tuổi Thân. Tuổi Thân thân năm coi năm nay có hơn không?
Để có hình không ta? Tuổi thân ai mà tuổi thân giống như anh Hải đây. Tuổi thân thì năm nay sẽ được thịnh vượng nè. Tuổi này rất hợp làm ăn, đầu tư sinh lợi cả năm được mùa, nhìn xa trông rộng không thua, rồi đây thịnh vượng cũng vừa chạm xuân. Hên quá ta. Thiệt luôn á. Nè tuổi nè, ai là tuổi thân nè, chúc mừng nha, chúc mừng mấy bạn là tuổi thân nè. Tuổi thân năm nay là sẽ gặp may mắn nha, có thể là năm vừa rồi á là không may mắn lắm, nhưng mà năm nay là sẽ được thịnh vượng nè. Tuổi này rất hẹp làm ăn, đầu tư sinh lợi cả năm được mùa, nhìn xa trông rộng không thua, rồi đây thịnh vượng cũng vừa chạm xuân. Vì là em đưa vốn đầu tư năm nay nha. Gì? năm nay mấy bạn ơi, năm nay muốn anh Hải đầu tư gì? Năm nay đầu tư gì? Nghe nói thấy năm nay hình như hơn à. Vậy đầu tư thử rồi. Coi muốn coi tivi mà em cho dạ? xuống ngoài tiếp luôn. Tối nay lại chơi mấy cô chú vui hơn nè. Đi con biết tuổi thân là tuổi gì không? Tuổi thân là tuổi gì vậy? Tuổi thân là tuổi gì con biết không? À con không biết. Tuổi thân là tuổi con khỉ. Không, tuổi con cố coi là tuổi mèo. Nhưng mà ba Hải là tuổi thân. Ba Hải là tuổi con khỉ. Giống Mio. Mio là cùng một tuổi. Tuổi con khỉ. Sao con không giống Mio vậy? Con không giống Mio quá. Ai cũng giống ba hả? À, Mio là tuổi thân giống ba. Còn con là tuổi mèo, là mèo. Mèo. À, qua năm á, thì tháng 5 là vợ chồng Hà sẽ phát hành phim Lật Mặt là một cái đầu tư rồi đó. Mà không biết giờ ở đây nói là năm sau là làm ăn được nè, thịnh vượng nè. Không biết là đầu tư cái gì, theo các bạn là nên đầu tư cái gì? Thấy chưa? Đây nè, bạn nhóc buồn nói là hai người ra MV chung đi. MV hả? Đầu tư MV hả? Chắc suy nghĩ. Thôi cái này chắc phải suy nghĩ lại á. Thôi nguyên nhà đó MV thì còn được ha. Nguyên nhà MV. Hai vợ chồng. Sẵn đây giới thiệu luôn ha. Gia đình Lý Hải chuẩn bị ra MV mới, cả nhà hát chung luôn. Quay rồi. Cái này thiệt. cái bộ đũa này là nó đáng là năm sau đầu tư nhiều hay sao á, mà đúng thiệt là cái kế hoạch năm sau thì nhà hàng có rất là nhiều kế hoạch á, hay là nó vô tình nó đúng quá. Năm sau nhiều kế hoạch lắm, ra MV rồi ra phim mới nữa. Ra phim mới rồi MV. Hello bạn Mỹ Nam Sơn nè, chị đang đọc comment của em nè, chị không có thấy được câu hỏi của em. À, có bạn hỏi là làm sao để có cái bộ đũa này. Dễ lắm trời. Ra cho ra siêu thị hoặc là cửa hàng tạp hóa, các bạn mua chai Sinh Lai 3,8kg. Bạn có thể mua Sinh Lai matcha trà Nhật cũng được, hoặc là Sinh Lai thiên nhiên, hoặc là Sinh Lai diệt khuẩn, loại nào cũng được hết. Loại 3,8kg thì sẽ được tặng một cái bộ đũa này. Giống như Hà mua 2 chai thì Hà được tặng 2 bộ đũa. Thì mình nhớ là sẽ có cái bài thơ mà để bài thơ về tử bi trong năm mới á. Theo nhóm tuổi của mình thì mình nhớ lựa cái bộ đũa nào mà đúng với tuổi của mình để mình xem. Hà thấy cũng hay hay vui vui á. Với lại cái bộ đũa này cũng rất là đẹp, hàng made in Việt Nam đàng hoàng. Năm mới mình thay đũa luôn để cả nhà ăn cơm cho ngon. Đũa mà sao đầu tư hộp đẹp với vậy? Đũa đó. Cái hộp này mình sao để mình đựng đũa luôn cũng nữa. Được. Trà xanh là cái màu xanh đó. Đúng không? Dạ. Đầu tư hộp đẹp. Để đựng đũa luôn cũng được. Hello bạn Thúy Hồng. Đẹp. Đũa rất là đẹp. Sao đũa xanh? Trà xanh gì kỳ vậy? Trà xanh là cái chai rửa chén hồi nãy con rửa đó. Mà xong màu xanh. Còn nó màu đẹp xanh không? Là tại vì nó là nước rửa chén trà xanh. Còn cái bộ đũa này là người ta làm màu xanh đó. Ăn cơm là con phải cầm gì nè? Vô biết cầm đũa không? Không. Biết cầm. Vô không biết cầm. Vô là còn xài muỗng với nĩa. Đúng không? Đúng rồi. Còn đũa là vậy con gấp rất hoài đúng không? Gấp, đúng rồi gấp. Thấy cái tay là thấy sai rồi đó. Không? Nè, thấy cái tay là sai rồi đó. Hello bạn Trúc Thảo Nguyên. Chị mua Sinh Lai với em. Chị mua Sinh Lai mà chai 3,8kg.
em mua loại nào cũng được, loại trà xanh, trà nhật, hoặc là loại xanh lai thiên nhiên, hoặc là loại xanh lai diệt khuẩn, loại nào cũng được. Loại mà chai lớn 3,8kg là mình sẽ được tặng một cái bộ đũa này rất là đẹp. Trong một bộ đũa này thì có 6 đôi đũa đó. Tổng cộng 6 đôi đũa đó bạn Trúc Thảo Nguyên. 12 đôi. 6 đôi đũa này rất là đẹp nha, tức là cái này là mình xài được. Để đẩy lại. Ở đây. Rất là đẹp luôn, rất là cứng cáp luôn. Y chang cái loại đũa nhà hàng đang xài luôn, may vô được đồng bộ luôn. Rất là đẹp. Ô, cái này để đánh đòn ô được nè, ô mà ô hư á. Cả tay được không? Có lý á, có lý á nha. Có chịu không? Em nào xuống kìa. Đó, ý ở trên đó. Đó, em nào xuống kìa. Rồi, à. Mio đâu rồi? Mio ở trên đi ngủ rồi. Mio, Mio. Có bạn kêu chứ lắc lắc cái này giống như xin xăm. À, xin xăm đầu năm coi có hên gì thôi. Đúng thì công nhận mấy bạn tưởng tượng phong phú thiệt chứ. Hy vọng là năm mới sẽ nhiều niềm vui rồi, bởi vì năm mới lại còn nhiều dự án lắm á. Rất là nhiều dự án gồm nói lại cái phần quan trọng. Phần quan trọng. Cái phần quan trọng là sẵn rồi, vì hôm nay cái này cái bài thơ này nó tuyên đoán là năm sau thịnh vượng cho nên là bật mí luôn. Đó thì chuẩn bị Tết thì chắc có lẽ một tuần nữa. Tuần nữa Lý Hải sẽ ra phim Lật Mặt phần 2 ra online cho tất cả các bạn có thể trong nước hoặc ngoài nước có thể xem phim để theo cầu của rất nhiều các bạn nha, các bạn nhớ đón xem nha. Là một rồi Lý Hải sẽ ra một cái MV ca nhạc cho nhạc phim. Rồi sáng năm sẽ ra một cái ca khúc cả gia đình Lý Hải hát. Nhiều dự án lắm. Hy vọng là cái này sẽ từ cho các bạn nha. Hy vọng là sẽ được thịnh vượng, sẽ được may mắn y chang giống như là bài thơ này nói hen. Có bạn kêu là trời ơi. Mio xuống trời rồi. Đây, sái ca đây. Sái ca đây hồi nãy. Cũng hỏi Mio trời ơi, có mặc quần không vậy? Bạn Phúc Sandy ơi, phim đã quay xong rồi, dự kiến là tháng 5 năm 2018 thì phim sẽ được ra mắt nha. Coi chừng đổ nha, coi chừng đổ nha, coi chừng đổ nha, đổ ra là ba lụm á. Đó, để theo yêu cầu của mọi người nha. Xe, bye bye. Kìa bye bye kìa, con chào đi. Đi vô, chào mấy cô chú đi. Xin này kìa. Trời ơi, xin em đâu em. Xin này đang gọi anh ơi, em đang uống sữa. Sao anh ơi được cà phô này vậy? Xin này. Xin này đang gọi anh ai xuống uống sữa. Có, con mới thấy. Đây, xin này đang gọi anh ai xuống uống sữa nè, xin này. À, xin này xuống uống sữa hả? Cái đó là gì? Này xuống đây. Cha đi uống sữa. Uống sữa, cha đi uống sữa. Em kêu cho đi uống sữa kìa. Con sữa rồi. À, cho đi uống sữa rồi. Trời ơi. À, bạn Hilary Nguyễn ơi, Mio chưa có đi nhà trẻ nha. Mio 2 tuổi mới được đi nhà trẻ. Mio còn bé tí mà. Mio còn bé tí à, Mio chưa có đi nhà trẻ. Rồi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ chào các cô chú nha. Cười quá nha, tự nhiên chú tắt mà đã lấy rồi hả? Cô ba không giữ với mẹ hả? Tự nhiên chú tắt mà lấy cái gì? Đó, thấy không, nhà giống như là một cái chợ vậy. Bố anh chị mà kéo xuống đây là như một cái chợ chính xác luôn. Rồi ba các cô chú đi nè. Ủa tên này. Thôi bây giờ đến giờ đi uống sữa rồi, nãy giờ em ơi. Ba uống sữa quá trời luôn. Sao đi qua ẩm ẩm ba ẩm kìa. Ẩm còn bây giờ ba không có tay. Ở đâu? Đó, sữa đâu? Rối không cả nhà? Các bạn thấy không? Nó mà tập trung bốn thành viên là rối beng lên hết trơn luôn. Đúng không? Bốn thành phần xuống là không nói chuyện được đâu. Không nói chuyện được với mọi người luôn đây. Ba xin đi ra đi.
chi chi chằn chằn trái em khởi lửa con người chết chưa phương đi tìm u a u u a u đó bạn vỡ anh vỡ thấy đó thấy tình hình đó bốn đứa đó ủa chưa đi đâu mất rồi chưa đi chạy vô đâu phá rồi đi tìm u a u dạ bạn chưa học hết con à. Đi nè xin chào các cô chú đi xin đi chào các chú chào các cô chú chào các cô chú chào các cô chú nó không được nói chú rành cả nhà ơi à chào các cô chú dạ chào chú dạ đi ô chào đi chào các cô chú ơi chào các cô chú biết không có biết nói không ơi 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 đó nói đó nói gì biết không trái chân chân giữa con người chết thương đi tìm u a u ấp bắt được rồi thôi bye bye cả nhà nè cả nhà Hà bây giờ a Phượng Phượng online kìa chào bạn Ngọc ngốc nghếch chào bạn Nguyên Linh chào bạn Nguyễn Cảnh mọi người lên trễ quá bây giờ đến giờ bây giờ là 8:30 là đến giờ các em và Hà lên chuồng thôi bye Hải bye bye cả nhà đi bye bye mọi người chúc mọi người buổi tối thật là vui vui bye 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 bye